À, bắt đầu đi thăm bẫy. Bẫy đặt lúc sáng đây. À, đi thăm. Con chim gì lại chào màu xanh? Lại chào màu xanh tung tới lồng này. À, cũng phải bắt thôi. Bắt. Rồi, bẫy rất là hiệu quả nha. Một phát này được mấy con. Ui, toàn xanh thôi. Hiệu quả nhưng mà toàn xanh. 1, 2, 3, 4 chú. Toàn là xanh. Không có con nào má đỏ, má trắng nào cả. Được. Thôi cũng được. Toàn là xanh. Thôi được rồi.